xin trân trọng kính chào các bác. Hôm nay em có một chuyến hành quân lên tổng công ty lấy một ít hàng. Có một số mẫu sản phẩm mới, hàng của công ty tập đoàn Tân Việt. Đấy. Bây giờ chơi hàng hãng không chuyển chợ nữa. Hàng chợ nhờ các bác ý kiến quá. Bây giờ chuyển sang hàng hãng. Con dưới này là vang số nền công suất xe F600, ở trên này là con trầm T-Blood VK12S. Đấy, thì bây giờ nè, bắt đầu nó dỡ xuống cho vào trong nhà. Đấy, sáng mai bắt đầu nè mới đập thùng, unbox mở ra cho các bác xem là bên trong của nó có những cái gì và chất lượng âm thanh của nó sẽ như thế nào. Đấy, thì mời các bác xem ở đây nè, về cái nó bắt đầu bỏ ra quay luôn cho các bác xem. Đấy, và nói chung là có một số hình ảnh chi tiết bên trong các sản phẩm này thì em sẽ cho các bác xem sau nha. Bây giờ nó dỡ xuống các bác nha. Xin chào các bác, tiếp tục chương trình em kính thưa các bác như này. Vừa rồi em đã thử cái vang số nền công suất cỡ AF đấy, hay còn gọi là xe F600. Công suất ước tính đầu ra là xấp xỉ gần 600W một kênh, đánh tải 8 ohm đấy. Còn 4 ohm thì nó khá là khổng, nó vào 600W một kênh đấy. Rồi. Thì hôm nay là tiếp tục đấy, lại tiếp tục giới thiệu với các bác là con loa Super Wang T-Plus này đấy. Thì là bass 30 đấy và công suất của nó như nào và cuối cùng là nó như nào thì nên em sẽ cho các bác xem hình ảnh. Đấy. Bây giờ em sẽ unbox tiếp cái này ra. Đấy. Đây, sao kiếm đây. Đấy, các bác xem nha, bây giờ em sẽ chính thức là unbox này. Đấy, thì có bao nhiêu băng dính là cắt thẻ thôi. Toàn hàng hiệu cho các bác xem đấy. Bây giờ em chán hàng chợ buôn bán mấy đồ hàng chợ này, anh em kêu nhiều quá. Chất lượng nó đi tổ nồi quá nhưng mà không bán thì không có khách. Thì đây là sẽ cho các bác xem. Nguyên xin luôn, nguyên hàng nguyên kiện luôn, hàng nhập khẩu chính hãng công ty Tân Việt. Đấy. Có giá rất là tốt thôi các bác ạ, không cao lắm đâu. Con này hiện tại nếu mà nói về cái mức giá niêm yết của trên thị trường thì nó rất là cao. Giá niêm yết ở trên công ty là 8.500.000 nhưng mà em bán là rẻ hơn một chút. Các bác quan tâm thì thực sự quan tâm thì nên liên hệ trực tiếp nhé. Đấy, thì ở đây này, các bác nhìn này em này. Đấy, đang là unbox này. Đấy. Chính tay nhá, chính tay unbox nhá. Không cho thằng nào unbox hộ đâu. Đấy. Đấy. Rồi, thì bây giờ cái đoạn này em sẽ unbox nốt này. Đấy. Nào các bác nào thích không? Băng dính còn sợi dài, ủa mở ra nhìn trông nó đã như này rồi. Đấy, các bác nhìn này, đấy. Rất là cẩn thận luôn, đấy. Rất là cẩn thận luôn, đấy, các bác nhìn này, trông rất là cẩn thận luôn, đấy. Rồi, thì bây giờ sẽ cố gắng nhấc cụ này ra, xem nào, đấy, bọc này, ấn này, tiêu kén đi, còn đã, chèn xốp xếp rất là cẩn thận rồi. À, bây giờ là phải ôm xuống. Đẩy nồi sang bên kia. Rồi. Lại mở ra. Úp kiểu này nó xuống này. Nó ra nó mới dễ. Tí nữa ra là lần ngược lại. Có nghĩa là bóc đáy nên đây mình để bóc nóc. Thôi được rồi, bóc nóc không sao cả. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy. Từ từ đây. Các bác nhìn. Đấy, hàng của hãng T-Blood đấy. Đây. Siêu trầm. Rồi, nó có dây nguồn tặng theo. Nó có tặng theo dây nguồn. Rồi, để trong đấy. Các cái này xúc xếp này nhá, hết trong đây. À, lại ngu rồi. Ủa, không sao. Đấy, bây giờ các bác nhìn đây là có xốp này. Bọc ni lông rất là cẩn thận này. Đấy. Rất là cẩn thận luôn. Hàng chính hãng công ty. Con này đánh trống rất là êm. Rồi, các bác nhìn thấy không?
Đấy nhá. Mặt sau này. Rồi. Các bác thấy chưa? Đấy. Mặt sau. Đây là em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem nhá. À trời không? Trời đẹp quá. Cái này là có âm đi à? Mang điểm công suất. Cầm mic alo cái xe nào? Chỉ đâu mẹ, chỉ nó khắc thôi chứ còn âm đi. Cầm mic alo cái xe nào? Alo, 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 alo. Ngon phết à? Alo, 67. Dành cho toàn thể các quý vị yêu âm nhạc đã dành tình cảm cho kênh của Văn Lộc, âm ly và những thiết bị âm thanh rực rỡ. Đây là chương trình demo nên là sẽ thu âm trực tiếp với chất lượng âm thanh không được tốt lắm. Quý vị chúng ta sẽ cùng chờ với cả bản thu âm trong phòng rực rỡ nhất của Văn Lộc dành để tặng quý vị, tri ân cho quý vị một năm vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn. Yeah.
một nhà gặp nhiều an vui. Nghe âm vang bao câu hát anh này, đất nước ấm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ vẽ mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân nơi xuân đã về, kính chúc một nhà với bao điều mong ước. Trong tương lai xuân vẫy chào, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Let's go!